Mình chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Thanh Ninh. Thì hôm nay em Hậu đang có mặt ở đây là cái con đường Trường Chinh. Và cái hướng này nè quý cô chú anh chị, mình sẽ ra đường DT781 nha. Từ đây mình đi ra đó đó, nó khoảng chỉ có 100m thôi nha quý chị. Thì đây cũng là cái đầu xuống của đường cao tốc Gò Dầu Sa Mát. Thì ngày hôm nay em Hậu đang có mặt ở đây để gửi đến quý cô chú anh chị một cái bất động sản ở đây nè. Có một cái diện tích cũng rất là đẹp, ngang 9m, dài 36m, một cạnh 42m, đất cao ráo, có thổ cư luôn đó. Ở đây bà con mình thấy là khu vực dân cư đông, nhà cửa thì san sát nhau. Từ đây mình đi về chùa Tòa Thánh á, là mình chỉ mất có khoảng là 4km thôi. Mình đi về trung tâm thành phố Tây Ninh ngay Vincom á, bà con mình đi á, là chỉ mất có khoảng 7 cây số thôi. Chợ Long Hoa là cách đây khoảng 6 cây nha. Thì những quý cô chú anh chị nào mà ở bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh á, mình đi đến đây á, là khoảng 80 cây nha. Còn cái hướng này là chúng ta sẽ đi về trung tâm thành phố Tây Ninh dẫn đi được luôn nha. Và ở đây bà con mình sẽ có một cái view núi rất là đẹp nằm ngay vị trí này. Đó, nhà chúng ta là mở cửa ra là thấy cái view núi luôn nha bà con. Và đường này sẽ là cái đầu nối với đường cao tốc Gò Dầu Sa Mát. Thì sau này cái đường cao tốc Hồ Chí Minh Một Bài mình đấu nối vô á, thì bà con mình sẽ đi về đây rất là thuận tiện. Thì ở đây em có một cái ranh móc nè, là từ cái mấy cái dàn trụ này mình sẽ đổ qua cái mí nhà bên đây nha bà con. Đó, đổ dài qua là cái mí nhà bên đây và mình kéo dài là phía sau. Với cái diện tích á của từng cạnh á, một cạnh bên là 36m, một cạnh là 42m. Đó. Ở đây nè, bà con mình đi xem thử nha. Ở đây cái cạnh bên đây của mình nè bà con. Đó, là cái ranh lật bên đây, là đất bên đây là đã có cái hàng rào đây hết rồi. Nó có cái đổ trụ kéo dài lên sau. Đó, còn bên kia là có cái bờ tường nhà kế bên. Thì cái bờ tường này, cái cạnh bên đây nó sẽ là 36m, đổ dài là phía sau nha. Còn cái cạnh bên kia nó sẽ là 40m nha bà con. Đó, từ đây đổ dài lên sau là 40m. Và cái sổ này á là mình được tới 100m thổ cư. Đất ở đây của mình á là sẽ quay về cái hướng này là cái hướng đông. Đó, bà coi quay ngược là hướng đông. Thì với diện tích nè, 9m, một bên đây là 36, cạnh bên kia 40, thổ cư 100. Đó, ở đây thì dân cư đông, đất là cao ráo, view núi nữa. Thì để mà có một cái bất động sản như vậy, thì bà con mình liên hệ 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ cho bà con mình nha. Và kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh thì chuyên mua bán, ký gửi, nhận quay video bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Nên quý cô chú anh chị nào đang có nhu cầu muốn tìm mua bất động sản, muốn ký gửi bất động sản thì có thể liên hệ đến em 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ bà con mình nha. Đó. Và đừng quên là cái khung giờ vàng của chúng ta là 7 giờ sáng hàng ngày thì em Hậu sẽ gửi đến quý cô chú anh chị, quý bà con mình những cái bất động sản thông qua cái kênh YouTube là Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh nha. Và cái giá bán của cái bất động sản này nãy giờ em Hậu chưa chia sẻ, thì ở đây á chị chủ kêu là 250 triệu 1m ngang. Thì với mức giá là 250 triệu thì quý cô chú anh chị mình sẽ sở hữu được cái bất động sản mặt tiền đường này là đường Trường Chinh với lộ giới lớn đó, và cách cái đường ngoài đây là đường DT781 rất là gần, thuận tiện đi lại mua bán kinh doanh, cái hướng nào làm cái gì cũng thuận tiện hết đó. Đây chạy ra ngoài một cái có 100m là tới đường DT781, quẹo phải về chùa, quẹo trái về hướng khu vực cầu cao 13 về thành phố Hồ Chí Minh luôn nha. Bây giờ thì mời quý cô chú anh chị mình xem qua cái cuốn sổ đất của cái bất động sản này. Ở đây mình có sổ đất á, là 266 tờ bản đồ số 36, xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Diện tích là 329,2m² và đất ở nông thôn là 100m, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Thì đường số đây là đường số 16 là cái đường Trường Chinh đó bà con. Bên đây hướng là 17-17 nè. Nó ra cái đường ở ngoài đây là đường 781 nha. Đó, bà con mình thấy. Thì với vị trí như vậy thì giá 250 triệu nha. Giá này còn thương lượng thì bà con nào yêu thích liên hệ 0839 666 736 để em Hậu có thể hỗ trợ bà con nha. Thì bà con mình có thể coi khung cảnh toàn cảnh xung quanh đây cũng như là cái quy hoạch của cái bất động sản của chúng ta nha. Xin mời bà con. Bà con mình đang xem đây là cái quy hoạch sử dụng đất của cái bất động sản của chúng ta đến năm 2030 thuộc huyện Dương Minh Châu. Thì ngay chỗ này chúng ta sẽ có một cái bất động sản nè,
nằm trên cái con đường này là con đường Trường Chinh, và cái đường nhựa ở ngoài là đường 781 nè bà con. Đó, bà con thấy cái bất động sản của mình á là nằm ngay chỗ cái đường Trường Chinh ha. Và đây cũng là cái điểm xuống của cái đầu nối cao tốc Gò Dầu Sa Mát. Đây bà con mình thấy nè. Đó. Hai bên cái khu vực mà cao tốc này chúng ta sẽ có nè quy hoạch thương mại dịch vụ rất là nhiều, và bên đây thì lại có một cái khu tái định cư đó. Và ngay hướng này khi mà chúng ta vừa qua cái đường DT781 thì chúng ta sẽ vào cái con đường là đường Trường Chinh, thì cái bất động sản của chúng ta sẽ nằm mặt tiền đường này. Thì hứa hẹn để một cái bất động sản mà tăng á, giá và cũng như là có những cái bước phát triển á, thì đường sẽ là một cái quan trọng. Và ở đây á, cái bất động sản của chúng ta nằm trên cái con đường lớn đó, và cái con đường này sẽ đấu nối để cho bà con mình đi về trung tâm thành phố Tây Ninh luôn đó, rất là thuận tiện. Và để chúng ta sẽ đi về cái hướng là Sa Mát cửa khẩu thì sau này cũng sẽ là những cái tuyến đường huyết mạch, để hy vọng rằng thông qua cái video này thì bà con mình có thể có những cái nhìn tổng quan về cái bất động sản ở cái khu vực này nha. Từ vị trí bất động sản, xin mời quý cô chú anh chị mình chúng ta sẽ đi theo em đi ra cái con đường phía ngoài đây nè, là con đường DT781, để bà con mình thấy được cái khoảng cách và cũng như là đường xá ở đây. Ở ngoài đây chúng ta sẽ có một cái con đường đấu nối rất rất là nhiều cái khu vực đó, như ở đây là Dương Minh Châu, Còn Năng ha. Mình đi cái đường này, bà con mình sẽ về chùa Tòa Thánh nè, về chợ khu vực là thị xã Hòa Thành, rồi mình đi nữa là mình sẽ đi về trung tâm thành phố Tây Ninh luôn. Còn bên đây là bà con mình sẽ quẹo trái để về khu vực cầu K 13. Ngay đây chúng ta là sẽ có một cái chợ đầu mối và rất là nhiều cái quy hoạch thương mại dịch vụ rồi đất giáo dục rồi ở khu vực ở đây nha bà con. Thì đường cao tốc Gò Dầu Sa Mát thì nó cũng sẽ đấu nối vào đây, thì hy vọng sau này bà con mình các tuyến đường này xong xuôi rồi á thì giúp phát triển kinh tế cũng rất là nhiều đó, những bà con mình đi lại này kia nọ nó cũng thuận tiện luôn. Ở đây bà con mình thấy nè, nhà cửa đồ rất là nhiều đó, đây có một cái dựa trái cây luôn nha bà con đó. Còn cái chợ đầu mối của chúng ta là nằm bên tay trái nè. Đấy, bà con mình nếu mà đi ngang đây á, vào cái dịp mà buổi sáng đồ á đó, thì rất là nhiều xe cộ đồ tấp nập đó, để chở hàng hóa đi về thành phố Hồ Chí Minh rồi nha. Đó, ngay chỗ này là chợ đầu mối nè. Còn phía trước của chúng ta nếu mà bà con mình đi thẳng á là về thị trấn Dương Minh Châu, mình quẹo trái là về khu du lịch Núi Bà nè đó. Còn mình quẹo phải là về thành phố Hồ Chí Minh nha bà con. Ngay vị trí này là khu vực vòng xoay cầu K 13, ngay vị trí này nha bà con. Thì cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.